Các bạn ơi, hôm nay mình làm clip cơm lam nhá. Đây, mình cho gạo vào sẵn thôi nhá. Bây giờ mình sẽ cho nước vào và đi lam. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho vào để lam nhá. Thằng em của mình nó lam trước rồi. Của nó sôi trước rồi các bạn ơi. Lúc nó chín thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Các bạn ơi, nó đã chín rồi nha, mình quay ra rồi, chùi thức nha. Cháy rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chảy nó ra nhé. Ui rồi. Mình cắt đoạn này đi nhá. Mình chảy xong là mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình nhá. Các bạn ơi, mình cho nhiều nước con nó nhão rồi. Bây giờ nó giống như cháo ấy. Em thấy ngon rồi. Để lại em ăn chưa ra. Nhão quá chưa. Mình mời tất cả các bạn nhá. Em chưa cho nhiều nước quá. Này có khác gì nồi cháo đâu. Em trẻ. Vào lấy bát đi. Em xin vào lấy. Để mình vào lấy bát nhá. Rơi mất rồi. Ui trời ơi, cháy này. Nó kêu trong đầu chệt chệt. Cái này dưới này là. Ê, em lấy rồi. Ê. Mượn đi, thôi. Em một tí. Thôi bỏ cho. Lấy từ đây nữa nào. Lấy từ đây này. Mày không biết lấy. Ôi trời. Lấy từ tôi. Con này cho em. Được từ. Cho em ít trời. Thấy không?
mình vẫn mang cả lọ muối ra đây để chế được, còn lấy ra này chấm để ăn. Nhưng mà nó nhão quá. Cái của em ngon nhất. Mình mời tất cả các bạn nha. Em chưa thấy ai làm cháy nhão như anh chưa. Cấp ngớp. Cơm nếp mùi ống này ăn thơm cực. Biết rồi. Thế mới đã xong mình nuốt nó lại nữa. Là chuối cũng được. Ngon chết. Ăn ngon. Không ngon lạnh. Thôi, em đi vào. Chính chân rồi nhá.